Nạp Chí Online xin kính chào quý vị và các bạn. Chủ đề của video hôm nay là 7 sai lầm khi nấu cháo cho bé ăn dặm khiến các bé chậm tăng cân. Hầu như 90% các mẹ đều mắc những sai lầm này. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một số sai lầm để các mẹ rút kinh nghiệm và nấu cháo cho bé được ngon hơn và giúp bé tăng cân và khỏe mạnh hơn ạ. Sai lầm thứ nhất là nấu cháo bằng nước hầm xương. Rất nhiều mẹ ngày nào cũng hầm xương rồi nấu cháo cho bé vì nghĩ rằng trong cả chất bổ nó sẽ được tan trong nước, bé sẽ hấp thu được đầy đủ dưỡng chất này. Trên thực tế, việc hầm xương lấy nước dùng chỉ có tác dụng làm cho vị ngọt và mùi thơm. Những chất đạm vẫn còn trong thịt xương, bởi vì mẹ nên cho bé ăn cả phần sặc thịt thay vì chỉ cho lấy mỗi nước hầm. Ngoài việc nấu cháo bằng nước hầm xương, mẹ cũng có thể tham khảo cách nấu nước daishi được sử dụng rất nhiều trong phương pháp ăn dặm kiểu Nhật. Khi nấu cháo bằng nước hầm xương, mẹ vẫn phải cho bé ăn cả phần cái, bắp nhuyễn hoặc thái nhỏ hoặc hầm dừ ra. Và một tuần mẹ chỉ nên ninh xương nấu cháo cho bé từ 1 đến 2 lần để đảm bảo cho bé không cảm thấy chán ăn. Mẹ nên nhớ cho bé ăn đa dạng, đổi món thường xuyên và là cách tốt nhất để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho bé mà bé không bị ngán. Sai lầm thứ hai, cho bé ăn đồ nghiền nhuyễn quá lâu. Nhiều mẹ làm dùng việc có máy xay sinh tố trong quá trình chế biến đồ ăn cho bé, nên nhiều trẻ từ 3 đến 4 tuổi đã mọc đầy đủ răng vẫn phải ăn đồ nghiền nhuyễn. Vì cứ ăn đồ lợn cợn là bé sẽ bị nôn và ói. Việc cho trẻ ăn thức ăn xay nhuyễn trong một thời gian dài khiến cho trẻ không có phản xạ nhai, dịch vị không được kích thích khiến trẻ không có cảm nhận được mùi vị của thức ăn, không có cảm giác thích thú với việc ăn uống, lâu dần sẽ dẫn tới tình trạng biến ăn ở trẻ. Để tránh tình trạng này, mẹ nên tập cho bé ăn loại thức ăn phù hợp với từng thời điểm ăn dặm. Khi trẻ được 6 tháng tuổi, tập ăn bột ăn dặm loãng rồi dần sệt. Trẻ từ 7 đến 8 tháng tuổi, ăn cháo nhuyễn hoặc bột đặc. Trẻ từ 12 tháng tuổi thì tập ăn cháo nấu còn hạt và các thức ăn mềm như phở và bún. Trẻ trên 2 tuổi, khi đã mọc đủ răng thì các mẹ nên cho bé ăn cơm. Sai lầm thứ ba, cho bé ăn quá nhiều khoai tây cà rốt. Trong khoai tây rất giàu chất carbon hydrate, rất dễ tiêu hóa, còn trong cà rốt thì chứa nhiều vitamin A tốt cho mắt. Bởi vậy các mẹ thường xuyên sử dụng khoai tây trong các bữa ăn dặm của bé. Tuy nhiên, các mẹ có biết khoai tây và cà rốt chỉ đại diện cho một nhóm dinh dưỡng bột đường nhất định. Nếu bé ăn quá nhiều khoai tây, bé sẽ thừa tinh bột mà thiếu vitamin. Bé ăn nhiều cà rốt, bé sẽ bị vàng da. Bởi vậy mẹ nên đa dạng các loại rau củ quả cho bé ăn dặm, đặc biệt là các loại rau xanh, cung cấp đầy đủ các nhóm dưỡng chất cần thiết cho bé ăn dặm. Thứ tư, dùng cháo dinh dưỡng vỉa hè. Các mẹ nên hạn chế việc cho con ăn cháo không rõ nguồn gốc để đảm bảo an toàn vệ sinh, đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn dưỡng chất cho trẻ. Thứ năm, cho trẻ ăn quá nhiều đạm. Mặc dù chất đạm rất quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ, song các bác sĩ khuyên mẹ không nên cho trẻ ăn quá nhiều đạm. Trong quá trình tiêu hóa, chất đạm sẽ tạo ra nhiều sản phẩm trung gian gây độc mà còn làm tăng gánh nặng cho gan và thận, khiến cơ thể trẻ mệt mỏi. Thức ăn trẻ hấp thu sẽ khó tiêu hóa, dẫn tới chán ăn và táo bón. Việc trẻ ăn nhiều đạm sẽ khiến trẻ khó hấp thu các loại vitamin, không cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể bởi chất đạm cung cấp rất ít năng lượng. Thứ sáu, nấu thường xuyên một món cháo cho bé ăn dặm. Cho dù bé thích ăn cá cả tuần, thì đến thế nào thì mẹ cũng không nên nấu cá cho bé ăn.
sẽ khiến cho bé cảm thấy chán, không không thích ăn nữa, bởi trẻ nhỏ cũng biết thưởng thức và có vị giác riêng. Mẹ nên đan xen các món và cho bé tập ăn dặm để bé làm quen với nhiều loại thực phẩm khác nhau, vừa giúp cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho bé, bé lại không cảm thấy chán ăn. Khi cho bé ăn dặm đòi hỏi các mẹ phải kiên trì đổi món cho các bé để các bé ăn ngon miệng hơn. Thứ bảy, nấu một nồi cháo lớn và đun đi đun lại nhiều lần. Các mẹ nên nấu một nồi cháo trắng cho bé khoảng 3 bát, sau đó múc một bát để nấu cháo thịt heo rau mồng tơi. Phần cháo trắng còn lại để tủ lạnh, đến trưa mẹ có thể múc ra nấu cháo thịt bò ăn sẵn cho bé. Nấu một nồi cháo lớn, đun lại nhiều lần cho bé lại vừa không tốt cho sức khỏe, lại khiến cho bé cảm thấy chán ăn và gây ra tình trạng biếng ăn ở trẻ. Trên đây là 7 sai lầm khi các mẹ nấu cháo ăn dặm cho các bé, nên là các bé chậm tăng cân và không phát triển đều, và các mẹ hãy lưu ý và tham khảo các khi sai lầm này để mình rút kinh nghiệm và nấu cháo cho bé được ngon hơn và đầy đủ dưỡng chất hơn. Chúc các mẹ thành công. Cảm ơn các mẹ đã xem video. Các mẹ nhớ ấn like và chia sẻ. Và đừng đăng ký kênh để xem cả các video tiếp theo nhé.